Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô được hai cây khế chua siêu trái nha cô chú anh chị. Cây khá là to đẹp ha. Với lô linh sam siêu bông. Cây thành phẩm hết trơn nha anh chị. Cái này về chơi Tết ok ha. Sam siêu bông nó ra hoa quanh năm ha. Đó, chị cắt nước cái là cho nó vàng lá, rụng lá cái này đâm bông cho lợi ha anh chị. Đó, cây đầu tiên là cây khế nha anh chị. Này là khế ghép ghế siêu trái ha. Trái chua ha. Giữ gần trái luôn. Trái hoa quanh năm ha. Này nè trái nè chị, quá trời dày đặc luôn ha. Cái này em báo anh chị ha, cái này ghi khi mà gửi xa đó nó sẽ bị vàng lá ha, báo cho anh chị luôn ha. Hãy lúc trở về nó bị rụng trái nè, trái to lắm ha, nó bị vàng lá. Do đó anh chị nào đồng ý mua thì ấy nha chị. Đây nó cây sống khỏe thường chậu, do đó nó vàng lá rồi nó sẽ đâm chồi mới là thôi anh chị ơi, yên tâm ha. Mình tưới Atonic, phun Atonic lên đó là hai tuần sau là đầy nhẹt cây lại à. Chứ cây sống khỏe thường chậu, do đó anh chị yên tâm ha, vàng lá thì đâm chồi mới lại thôi. Cái này em đóng ship chậu cho anh chị luôn. Đó, cây nó lớn tiện nên đóng ship cho anh chị luôn ha. Cây đầu tiên là mã số 290 ha. Cây rất là đẹp nè. Đó, đế thú nè. Quá trời khủng bố luôn. Đó, cây phôi thôi cũng đáng tiền rồi anh chị ơi. Ha. Cây khế chua nha anh chị. Ghép khế chua siêu trái ha. Rồi. Nhiều người thì còn gọi là khế nhật đó, nhưng mà không phải nha anh chị. Quanh cái này là 46. Quanh 46. Ồ rồi nguyên bệ dưới này ngang ơi. Nguyên bệ ngang dưới này nè. Rồi. Nguyên cái bệ dưới này là 75. Nguyên bệ dưới này là 75 nha anh chị. Á khủng, hình thú đẹp lắm. Chiều cao là 76. Chiều cao 76. Cái tàn nó là 1m11. Tàn 1m11 nha anh chị. Ôi, cây này về chân Tết là ok luôn nha anh chị. Mã số 290. Mã số 290. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 2 triệu 9 nha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn, 2 triệu 900 ngàn. Theo là 291. Cây nào cũng đế thú cho nha anh chị. Đó. Đó, cái khế chua mà cái đế như thế này thôi là cũng đủ tiền rồi anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Rồi đâu hoành luôn em ơi. Trái nhóc hết trơn, trái dày trái luôn. Hoành 43. Ship chậu cho anh chị luôn nha. Chiều cao là 73. Chiều cao 73. Cái tàn nó là 94. Tàn 94. Mã số 291. Đó, quay gần lại cho anh chị xem. Đó, đế thú rất là đẹp luôn. Trái quá trái luôn. Ngừng. Quá trái luôn nha anh chị. Đây nè. Trái học tồn rất là nhiều. Mã số 291, cái này giao lưu với anh chị 2 triệu rưỡi nha. Bao ship tặng nhà luôn ha. Ship chậu cho anh chị luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 292. Mã số 292 linh sam siêu bông ha. Cái này em không ship chậu nha anh chị. Tại vì cây này nó sống gọi là nó bích cái chậu luôn rồi, dính chậu lại. Nè anh chị xem ha. Em nhổ lên cho anh chị xem, đó là cây nó gọi là nó thuần chậu, nó ăn đầy ngóc cái chậu luôn rồi. Do đó cái này em không ship chậu, này báo cho anh chị luôn. Đó. À, chỉ có hai cây khế đầu tiên là sợ anh chị giá gì cao nên em ship chậu cho anh chị ha. Cây này yên, chị yên tâm, nó sống ăn đầy cái ấy trời, về thay chậu mới, chậu đẹp chơi thôi. Linh sam siêu bông ha, tàn bay. Quanh 11. Chiều cao 37. Coi cái tàn dài. Cái tàn đó là 83. Đó. À, củ đế nè. Đế rất là đẹp nha anh chị. Mã số 292. Rồi 900.000 em bao ship. Rồi tiếp theo. 293. Tàn trên này tròn ủm luôn nha anh chị. Nè, củ đế nè. Linh sam siêu bông nha anh chị. Củ đế chà bá luôn. Quanh 17. Chiều cao 38. Cái tàn nó là 66. Mã số 293. Rồi cái này cũng 900 ngàn chưa? Tao ship tặng nhà cho mình. Này không, em không ship chậu nha anh chị. 294. Càng rất là đẹp. Củ đế à. Nè, quay cái củ đế cho anh chị xem trước ha. Đó, anh chị xem cái củ đế ha. Quái công ha. Đế một cục luôn nha anh chị. Tàn thì khỏi phải chê rồi. Quanh 17. Quanh 17.
chiều cao 42. Chiều cao 42. Cái tàn của nó là 75. Tàn 75. Mã số 294. Rồi cây này cũng 900.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Em đã đóng khung kỹ lưỡng cho anh chị nha anh chị ơi. 295. 295. Cây này tuyệt đẹp luôn nè. Thằng xoắn đẹp nha anh chị. Củ đế xà bữa bá bự luôn. Thằng xoắn đều dữ lên trên. Hoa rất là đẹp ha. Linh Sam siêu hoa nha anh chị, siêu bông á. Loại này bông dữ lắm, bông luôn. Hoành 16. Chiều cao 62. Cái tàn nó là 51. Mã số 295. 295 nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với anh chị 1 triệu ha. Em bao ship tặng nhà. 296. Ồ cây này tàn thì em xuống ha. Mấy đầu quay cái cốt cho anh chị xem ha. Cốt cực kỳ quái luôn. Đó. Rồi cái tàn xuống. Quanh 12. Chiều cao 42. Cái này vô chậu đẹp nó là hết sảy nghe cô chú anh chị. Cái tàn nó là 73. Mã số 296. Rồi cây này cũng 900 ngàn, không bao ship tặng nhà cho mình. Cây này dáng bay 297. Rồi, đầu tiên quay củ đế cho chị xem. Củ đế trước ha. Rồi cái tàn bay nè chị ơi. Cái này nó bay từ đầu này ngang đầu này chắc gần cả mét á. Quanh nó là 19. Rồi đó, từ đầu này qua đầu kia coi. Chiều cao 25. Gần mét không? Cái tàn nó là 85. 85 gì ơi. Đó. Mã số 297. Đế rất là đẹp nha anh chị, 297. À, quay trên cái mặt cho anh chị xem ha. 297. Rồi cái này 900 ngàn luôn chưa? Bao ship tặng nhà cho mình. 298. Mấy cây linh sam này em không ship chậu nha anh chị. Chị thông cảm ha, tại vì cây nó ăn đầy hết trơn rồi. Củ đế cũng rất là quái đó anh chị. Để em quay cái đế trước. Đó, còn cái thằng là tròn ống luôn. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Cái tàn nó là 63. Tàn 63. Mã số 298. Rồi cây này cũng 900 ngàn. 294. 299. Tàn cái đang bút bông lên ha. Linh Sam siêu hoa này bông quanh năm ngay cô chú anh chị. Đó. Ra hoa quanh năm luôn. Mặt hoa em có để bên phía góc phải màn hình đó. Rất là đẹp luôn. Rồi cây này củ đế nè nghe anh chị. Mấy cây này về mình trưng, mình thay chậu, mình trưng Tết rất là ok nha anh chị. Nó ra hoa hoài luôn. Cái củ đó là 25. Củ 25. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Cái tàn là 69. Tàn 69. Mã số 299. Mã số 299. Rồi cây này cũng 900 ngàn nha. Em bao ship tặng nhà cho mình. 300. Ok, cụ đế. Mấy cây này là em bao quái cho anh chị luôn ha. Cái thân nó, đường thân của nó rất là quái dị nha anh chị. Đó. Tàn rất là đều. Quanh 12. Quanh 12. Chiều cao 42. Chiều cao 42. Cái tàn nó là 58. Tàn 58. Mã số 300. Mã số 300. Cái này cũng 900 ngàn nha chú chính chị. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ này, hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500 gram, là nửa ký đó nha cô chú anh chị.
Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha quý anh chị. Loại này được sử dụng rất là tốt. Số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha quý anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè quý anh chị. À một thôi là mình nếu mà tưới ít á mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha quý anh chị. À, sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này kìa, siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc. Chứ không có phun lên lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nha cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. À, bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn, dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. À, đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nha anh chị. 150.000 một ký. Ship mỗi lần là 3 ký, em bao ship. À, bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Dưới thứ hai là về được cây kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành nè ha, nhỏ là tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi. 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1 2 3 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chừng kia cây đại bự dữ bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. À, 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nha cô chú anh chị. Đó, 1 2 3 4, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm. Có thể nhấp cành được luôn nha anh chị, 150.000 một cây bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im. Nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Đó, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó anh chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè. Gần cả năm nè. À, xài rất là ok nha quý anh chị. Bền rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài. Với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp của chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng có Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết cho anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nha cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship.
cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cặp xéo rồi quý anh chị, bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cặp ha. Rồi tiếp theo đây là cặp tròn. Em lấy từng cây ra cho quý anh chị xem. Cặp tròn giá chỉ 350.000 một cây. Em bao ship luôn. Cặp tròn đây anh chị. Đó. Hàng rất là chất lượng ha. In chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng tuyệt phẩm nè anh chị. Giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bén cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha. Nè em bao bén luôn. Đó. Rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe luôn chị. Đây nè. Cưa lách nha anh chị. Đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua 2 cây em mới ship nha cô chú anh chị. Mua 1 cây em không ship tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship 1 cây nên là lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là 2 cây em mới ship 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Ha, 1 2 cây. 3 cây. 4 cây rất là bén. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ thèm theo một cục đục nghe anh chị. Tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nha cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bén cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bén thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cái dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.